Sau 3 mô hình, cái số lượng bảng trong cơ sở nó sẽ tăng dần. Điều đó dẫn tới các anh chị phải suy nghĩ. Có vẻ như việc thiết kế một cấu trúc bảng cơ sở dữ liệu phù hợp với 3 mô hình rắc rối hơn phải không? Câu trả lời là không phải như vậy. Không phải như vậy. Xin chào các anh chị quay trở lại với kênh tiếp JavaScript. Tôi là Anonistic. Xin chào năm mới nha anh chị. Năm 2024 thì chúng ta bắt đầu đi vào cái series tiếp theo, đó là series về database, cụ thể là MySQL. Thì ở hai video trước tôi đã giới thiệu về các dạng chuẩn trong thiết kế table trong database MySQL. Thì dạng chuẩn thứ nhất người ta gọi là Unknowable Form. Thì đã nêu ở video đầu tiên thì tương đối dễ hiểu. Nhưng ở video thứ hai nói về TrueNormal Form, thì tôi đọc lướt qua một số comment của các anh chị thì tôi cảm thấy nó hình như anh chị chưa hiểu hoặc là tôi giải thích chưa được thông suốt cho lắm. Cho nên tôi sẽ trình bày lại ở cái video thứ ba này. Đương nhiên cái video thứ ba này nó sẽ tập trung ở cái thiết kế chuẩn cuối cùng, đó là three normal form. Ở dạng chuẩn thứ hai người ta gọi là two normal form. Thì định nghĩa của nó là yêu cầu tất cả các cột trong bảng phải dựa vào khóa chính cho dữ liệu của chúng. Tức là gì? Tức là một bảng chỉ lưu trữ cùng một mối quan hệ mà thôi. Không có thể bất cứ một cái cột dữ liệu nào không liên quan đến khóa chính. Hãy lấy dữ liệu bảng player để làm ví dụ. Đây là danh sách ghi bàn trong 2024. Ví dụ như vậy ha. 2024 thì đây là một cái bảng đầu tiên này. Anh chị lưu ý giúp tôi ha. Để tôi cho nó nhỏ lại một chút. Đó. Đây là cái bảng này là bảng ghi bàn đầu tiên. Thì anh chị nhìn thấy này. Anh chị nhìn thấy mặc dù cái mô hình cơ sở dữ liệu đầu tiên đã được thỏa mãn ở thời điểm này. Nhưng dữ liệu trong hai cột play Scott đây và play country thì nó sẽ không phụ thuộc nhiều vào dữ liệu ở bảng player. Đúng không? Bảng player tập trung nếu mà thực tế nó chỉ lưu trữ thông tin của cầu thủ mà thôi. Còn cái việc ghi bàn hay là quốc gia, cầu thủ quốc gia thì nó chưa liên quan. Tại vì một cầu thủ có thể là 2-3 quốc tịch khác nhau. Cũng có thể nha. Thì do đó, đồng thời do cái cấu trúc này dữ liệu của các cột trước có nhiều dư thừa nên lúc này chúng ta, anh chị có thể tách lại cái cấu trúc bảng như sau. Anh chị có thể thấy là hai thằng này lại dư thừa một chút này. Đó. Thì khi mà chúng ta sẽ dựa vào TrueNormal Form là màu vàng nha anh chị. Tôi chỉnh lại cái màu vàng. Đây, TrueNormal Form là màu vàng này. Đó. TrueNormal Form là màu vàng. Thì chúng ta sẽ tách nó thành hai cái table khác nhau. Và đây cũng là một dạng chuẩn của TrueNormal Form. Tách ra thành 3 bảng. Đó. Ở đây nữa anh chị này. Khoan đã. Để tôi tạm dừng chút. Nhỏ lại chút. Đây. Nhỏ lại chút. Xóa đi. Nhỏ lại chút tên khác. Đây. Bây giờ tôi sẽ chia lên thành của nó 3 bảng. Bảng thứ nhất này. Bảng thứ nhất là bảng Player. Bảng thứ hai bảng country. Bảng thứ ba là bảng Scott. Ok. Thì ba bảng này chúng ta tách nó là ba bảng thành. Nghĩa là gì? Nghĩa là nó sẽ thành dạng chuẩn true normal form. Điều này có nghĩa là nó sẽ tách biệt các trường cột mà không liên quan với nhau. Country ID, chúng ta sẽ xuất hiện một country ID. Player sẽ thêm ID và Scott nó sẽ thêm ID. Khi mà chúng ta truy vấn ai là người ghi bàn nhiều nhất thì chỉ cần truy vấn ở bảng Scott và tham chiếu đến player ID và country ID. Còn cái này là dạng normal, one normal form. Mà thực ra cái này cũng không phải là one normal form đấy anh chị. Nếu mà định nghĩa one normal form thì anh chị phải quay lại cái video đầu tiên. Lúc này tôi biết có anh chị sẽ đặt câu hỏi như sau. Vậy nếu như vậy thì nó quá dư thừa hay sao? Tự nhiên một bảng quá hay ho, đâm ra bây giờ ba bảng. Ba bảng thì nó như thế nào? Thì nó phải định nghĩa theo cái tiêu chuẩn của lập trình database true normal form phải tách biệt như thế. Tôi sẽ có câu trả lời cho bạn nếu như ai đã đặt câu hỏi này. Thế bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh chị này. Sau khi tối ưu hóa cấu trúc như trên á thì chúng ta sẽ có ba cái table. Đó là một là bảng player. Bảng player. Hai là bảng Scott, bảng ghi bàn và cái table thứ ba là bảng quốc gia. Thì giờ đây với việc true normal form thì các bạn đã được bổ sung thêm các trường ID và nó đóng vai trò là khóa chính. Lúc này đây
thì các trường khác sẽ dựa vào cái khóa chính này để mà truy vấn về sau. Đó, để mà truy vấn về sau. Tóm lại, khi hiểu về two normal form và thực hành thì anh em chúng ta phải hiểu, dù ở bảng nào đi chăng nữa thì thông tin ID của các trường khác đều có thể xác định thông qua khóa chính. Ok ha? Còn ở đây là không đúng này. Bởi bởi vậy á, nó phải có tiến trình, có one normal form rồi có two normal form rồi đến three normal form, nó phải đi một quá trình như vậy. Tôi biết các anh chị đang ở cái giai đoạn three normal form, nhưng mà đây là tôi phải có trách nhiệm giải thích về cái lịch sử phát triển của một quy chuẩn bảng của trong MySQL cũng như là trong database. Ở đây cái khóa chính sẽ được tạo như thế nào thì video này tôi sẽ chưa nói cụ thể. Cơ bản nhất ở đây á, là cái khóa chính này này nó sẽ tăng tự động. Nó sẽ tăng tự động. Trước cái đó thì trong MySQL nó có tự động, nó có set cái trường của tự động tăng ID, auto increment, là nó sẽ tự động tăng. Còn thực ra các công ty mà lớn người ta không sử dụng cái tính năng đó, thì tôi sẽ nói bí kíp sau, ưu và nhược điểm của cái cách tăng tự động của ID là nó có như thế nào. Với lại cái điều này liên quan đến index, liên quan đến cái chỉ mục. Và thôi, để giải thích chi tiết ở bài chỉ mục tiếp theo sau video này. Đến lúc này quay lại cái bảng players thì lúc đầu có nhiều trường hơn đúng không? Lúc đầu có nhiều trường hơn. Hay nói cách khác là các trường dư thừa. Thì và chúng ta điều chỉnh bảng cầu thủ chỉ chứa thông tin cầu thủ mà thôi. Các thông tin liên quan đến cái việc tách rời thì bỏ qua. Sau khi tối ưu hóa cấu trúc này thì các thuộc tính nghiệp vụ của mỗi bảng là có tính duy nhất. Tức là mỗi bảng chỉ có một thứ mà thôi. Và sẽ không có hai thuộc tính nghiệp vụ trong cùng bảng. Ví dụ trước là bảng cầu thủ có chứa thông tin quốc gia và ghi bàn, thì bây giờ nó tách biệt là quốc gia là quốc gia, mà ghi bàn là ghi bàn, mà thông tin cầu thủ là thông tin cầu thủ. Đó là tôi giải thích về two normal form. Và gửi lời xin lỗi đến các anh chị mà video trước anh chị chưa hiểu và để lại comment. Còn bây giờ three normal form thì sao, định nghĩa nó như thế nào, thì chúng ta bắt đầu đi vào three normal form luôn ha. Để tôi xóa trước. Rồi, tôi kéo lên. Đây. Tiếp tục. Bây giờ tôi sẽ giải thích về cái cơ chế của three normal form như thế nào. Tiếp tục lấy những cái bảng trên để chúng ta làm một cái ví dụ. Khi mà cơ sở phát triển nhiều hơn, hệ thống ta lớn lên, thì chúng ta có sự so sánh, sự khác biệt giữa one normal form, two normal form và three normal form. Đó là câu chuyện chính trong video này, và video này là kết thúc của cái three normal form. Thì tiếp theo hãy nói về mô hình thứ ba của cơ sở dữ liệu. Mô hình thứ ba yêu cầu mỗi cột dữ liệu trong một bảng không thể liên quan trực tiếp đến các trường ngoài khóa chính. Hai, không thể liên quan đến các trường ngoài khóa chính. Để hiểu nó thì bạn cần yên tĩnh một chút. Yên tĩnh một chút. Chậm lại một chút nha anh chị. Không vội vàng, chậm lại một chút này. Tại vì có nhiều anh chị sẽ bị mơ hồ giữa cái two normal form và three normal form. Bây giờ dựa vào cái ví dụ trên tôi nói tiếp. Bây giờ khi hệ thống phát triển lên thì có những dữ liệu được thêm vào, ví dụ như là cầu thủ này đang đá cho đội bóng nào và đội bóng này huấn luyện viên là ai. Đó, thì ví dụ như vậy, cầu thủ này đang đá cho đội bóng nào và đội bóng đó là ai, ai là huấn luyện viên, thì chúng ta sẽ bổ sung hai trường này đúng không? Chúng ta sẽ bổ sung hai cái trường này. Đó, cơ sở dữ liệu phát triển lên. Tôi vẫn giữ cái bảng cầu thủ này tuân theo cả mô hình thứ nhất và cả mô hình thứ hai. Nhưng hệ thống phát triển nên cần thêm hai trường cuối, đó là hai trường này, là cho biết cầu thủ này như thế nào, như thế kia, huấn luyện viên này như thế này như thế kia. Nói chung là hiện tại ai là huấn luyện viên của đội bóng đó. Vậy anh chị nhìn này, ai là huấn luyện viên của đội bóng đó thì nó đang phụ thuộc vào đội bóng mà cầu thủ đó đá. Đây, tức là nó đang phụ thuộc vào cầu thủ mà đội bóng đá. Ví dụ như là thằng Tip Javarip nó đá cho Hoàng Gia Lai, thì cái huấn luyện viên đó nó phụ thuộc vào cái đội bóng của thằng Tip Javarip nó đá, đúng không? Nên để thấy này, cái trường cuối tức là huấn luyện viên team coach ha, nó lại phụ thuộc vào cái trường play team. Ví dụ đặt câu hỏi là, ví dụ chúng ta thay huấn luyện viên Pháp, thay huấn luyện viên cái cầu thủ này, thay huấn luyện viên đội bóng này, thay huấn luyện viên, thì có phải là update toàn bộ cơ sở dữ liệu này hay sao? Ví dụ như cầu thủ dữ liệu có 100.000 cầu thủ dữ liệu, khi mà thay cái huấn luyện viên này chúng ta phải update toàn bộ cơ sở dữ liệu của cái bảng player này, đúng đúng không? Do đó cấu trúc bảng này không tuân theo cái điều kiện, đó chính là nó không liên quan trực tiếp đến quá trình. Vậy chúng ta phải thay đổi cái dạng chuẩn ở đây. Chúng ta phải thay đổi thành một cái cơ sở three normal form. Thì three normal form chúng ta cũng phải tách biệt ở đây.
chúng ta tách biệt ở đây, đó chính là table team. Table team tức là chúng ta phải dạng chuẩn thứ hai, tách ra tên của đội bóng là gì, hiện tại huấn luyện viên đó, đội bóng là gì và thêm cái ID, đó là dạng chuẩn thứ hai. Cuối cùng là bảng bảng player thì chúng ta phải xem xét đưa cái team ID này vô. Đi team ID nào chưa? Đó chính là cái one, đấy chính là cái three number form. Tức là trong khóa chính phải có khóa phụ. Khóa phụ không liên quan đến tích tần tật, liên quan đến cầu thủ. Thì sau khi tối ưu hóa cấu trúc hơn thì bảng player ban đầu á, nó chia thành một bảng bảng đội tuyển và bảng cầu thủ. Thì bảng cầu thủ chỉ lưu trữ ID của đội tuyển mà thôi. Và bảng đội tuyển chỉ lưu trữ những cái giá trị liên quan đến đội tuyển mà thôi. Lúc này mỗi trường khóa chính lúc này mỗi trường không khóa chính trong cái bảng player này, nó sẽ được độc lập với các trường khóa không chính khác. Ok, nó sẽ không còn sự phụ thuộc nào vào giữa chúng nữa. Tất cả các trường đều phụ thuộc vào khóa chính. Thằng này phụ thuộc vào khóa chính thằng này. Thằng này phụ thuộc vào khóa chính thằng này. Đó, thì tất cả nó sẽ tách tách biệt ra. Đó chính là normal form. Thì vậy câu hỏi ở đây này các anh chị chưa hết đâu. Nó thật ra để hiểu cái MySQL á, thứ nhất là anh chị phải kinh qua về làm về database. Cái thứ hai anh chị phải trải qua những cái thực tế của các dự án. Anh chị phải tham khảo những cái dự án lớn, hoặc là trong member hội viên tôi có thiết kế những cái model mà nó liên quan, nó đan xen lẫn nhau để cho anh chị hình dung một cái kiến trúc thực tế nó như thế nào. Thì bây giờ đặt câu hỏi vì sao này. Khi mà chúng ta xem xét một cái vế nào đó, chúng ta phải đặt câu hỏi vì sao phải làm như vậy. Vậy tại sao chúng ta phải điều chỉnh ở đây? Nó không thể được thực hiện mà không cần điều chỉnh có được không? Được, được anh chị. Nó cũng như vậy thì nó cũng được thôi, không sao cả. Nhưng nó thực sự không có hiệu quả. Hãy suy nghĩ ngắn gọn về điều gì sẽ xảy ra nếu cấu trúc này không được điều chỉnh thành 3 number form. Bây giờ này, khi thay thế một huấn luyện viên đúng không? Nhiều phần dữ liệu trong bảng player nó sẽ cần được sửa đổi cùng một lúc. Khi huấn luyện viên trưởng từ chức, hồ sơ của các đội tuyển cần phải bị xóa và nhiều thông tin play cũng bị xóa tiếp theo. Cùng một lúc nha. Ví dụ như là một cái đội tuyển quốc gia có 50 người thì khi mà đội tuyển quốc gia đó thay huấn luyện viên thì tập update 50 người. Đó là tôi ví dụ một cách nhỏ nhỏ như vậy cho anh chị hình dung. Có nghĩa là khi mà cấu trúc bạn được thiết kế không đáp ứng dạng chuẩn thứ ba. Đây tôi tổng kết lại cho anh chị này. Nếu cấu trúc bạn mà được thiết kế không đáp ứng được câu chuyện dạng chuẩn thứ ba thì các trường hợp ngoại lệ xảy ra khi vận hành một cái table khiến toàn bộ table đó khó bảo trì hơn. Giờ các bạn đã hình dung được câu chuyện đúng không? Vậy cái video này tôi sẽ kết thúc và tôi đúc kết tóm lại thành ba cái tóm tắt như sau, thành một cái tóm tắt như sau, nói về ba cái cơ sở dữ liệu, đó là one number form, three number form và two number form. Tại cái thời điểm này á, ba cái mô hình thiết kế của table đã được giải thích một cách trực quan và tôi tóm tắt lại như sau. Ở dạng chuẩn thứ nhất, tôi bật lại đây. Dạng chuẩn thứ nhất này, dạng chuẩn thứ nhất này, thì để đảm bảo cái tính nguyên tử, mỗi cột dữ liệu trong trường không thể được chia tóm lại như thế này. Ha, nó phải tách biệt ra thành mỗi trường có một đảm trách vị trí và chứa thông tin khác nhau. Nó tách biệt. Tức nghĩa là nó như thế này. Đó, nó phải tách biệt product category price. Nó phải tách biệt ra chứ không thể là nó như không thể là nó như thế này được. Ok, nó phải tách biệt ra. Rồi, dạng chuẩn thứ hai, nó đảm bảo cái tính duy nhất. Mỗi bảng chỉ có mô tả một cái tính nghiệp vụ mà thôi. Mỗi bảng chỉ mô tả một thứ mà thôi. Đó là tôi ngắn gọn ở cái thứ tư. Mỗi bảng có một cái thứ duy nhất để chứa mà thôi. Dạng chuẩn thứ ba là đảm bảo tính độc lập ngoại trừ khóa chính. Mỗi trường trong bảng không có sự bất kỳ phụ thuộc nào và nó luôn luôn độc lập. Đây chính là cái bảng thứ tư này. Tức nghĩa là cái bảng này độc lập, thay đổi gì ở đây thì nó phải thay đổi độc lập ở đây, chứ không thể thay đổi tất cả toàn bộ trong cái tham chiếu tới. Sau ba cái ví dụ mô hình, sau ba mô hình, cái số lượng bảng trong cơ sở nó sẽ tăng dần. Điều đó dẫn tới các anh chị phải suy nghĩ, có vẻ như việc thiết kế một cấu trúc bảng cơ sở dữ liệu phù hợp với ba mô hình rắc rối hơn phải không? Câu trả lời là không phải như vậy. Không phải như vậy. Bởi vì khi thiết kế mà không tuân theo cái khuôn mẫu, nó sẽ phát sinh một số vấn đề sau.
giống như các anh chị làm việc mà không tuân theo cái mô hình pattern, design pattern, hoặc là không tuân thủ theo 6 nguyên tắc lập trình, Gang of Four cũng đã nói, thì nó có một số phát sinh vấn đề như sau. Dữ liệu trong table bạn tương đối dư thừa và sẽ có nhiều phần thông tin giống nhau về mỗi player như trên. Thứ hai, cấu trúc bạn đặc biệt quá cồng kềnh và khó vận hành. Khi thêm thông tin cầu thủ mới, chúng ta cần phải thêm thông tin một lượng lớn thông tin này, đúng không? Và cái thứ ba, khi dữ liệu của các thuộc tính business khác cần được cập nhật, ví dụ như nếu thay thế huấn luyện viên thì hồ sơ tất cả cầu thủ cần đều phải thay. Tuy nhiên, sau khi tách rời các bảng cấu trúc theo ba cái mô hình mà tôi nêu trên, thì nếu muốn thêm một phần dữ liệu mới về các cầu thủ thì chúng ta chỉ cần chèn các thông tin liên quan đến các cầu thủ mà thôi. Ví dụ cái này, đây, chèn thông tin liên quan các cầu thủ mà thôi. Đồng thời nếu thay huấn luyện viên thì chỉ cần thay đổi cái huấn luyện viên này mà thôi, chèn thêm, bớt sửa xóa gì đó. Sau đó thì tối ưu hóa cái thiết kế ba mô hình trên. Tất cả phải tuân theo cách thiết kế của ba mô hình trên. Thì sau này cái table hoặc là cái database của anh chị nó sẽ thanh lịch và linh hoạt hơn. Đó là điều cần hướng đến của mỗi cá nhân khi lập trình backend, lập trình database. Và sâu hơn nữa đó là chính là lập trình cho cuộc đời mình. Phần tiếp theo thì tôi sẽ nói về cách phát triển index trong database và cách sử dụng nó như thế nào và một số sai lầm phổ biến mà anh chị đang sử dụng. Thông qua cái video tôi cũng nói với anh chị, tôi biết các anh chị mới ra trường hoặc là ra trường 1 năm 2 năm làm trên frontend khó có thể hình dung được, hoặc là không dễ gì có cái blog hoặc là có cái tài liệu nào nói về những cái thứ mà nó cơ bản nhưng mà nó cần phải nắm, giống như là những cái video này. Tôi hy vọng rằng nó mang lại cho anh chị một chút giá trị nào đó khi mà anh chị muốn đi theo con đường lập trình viên vài năm nữa hoặc là cả cuộc đời mình. Thì mong rằng thì chúng ta có thể đi cùng nhau thông qua cái member hội viên. Xin chào và hẹn gặp lại trong cái video hiểu biết về index và cách sử dụng trong MySQL. Xin chào và hẹn gặp lại.